Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành. Nhưng mà một số bạn thì do là cái thể lực của các bạn hơi bị chưa có được ổn lắm á. Chị chúc là các bạn sẽ yêu thích cái bài tập này và cố gắng làm sao mình phải thay đổi cái thói quen của người Việt Nam mình. Có nghĩa là mình phải biết cái tầm quan trọng của việc tập luyện thể dục. Như cái bài tập hôm nay thì thật sự là rất là mệt. Đó là những cái bài tập mà để giúp cho cơ của mình phát triển hơn. Là cơ tay, cơ bụng thì bây giờ em đang rất là đau. Rất là kinh khủng. Bài tập này mang lại cho em sự mệt mỏi và sự rất là đuối. Thiệt sự, em hiện tại bản thân em đang cảm thấy rất là mệt. Tay chân em đã rã rời và em đã không chịu nổi, em sắp quỵ xuống. Bài tập hôm nay thực sự khó mỏi. Mỏi cơ là sức bền. Sau khi mình từng tự hào về sức bền rất tốt mà. Thôi tập xong mình bỏ hết nó đi. Không thể chấp nhận được. Mệt quá, mặt mình hốc hết lại rồi. Cơ chuột cũng lên hết rồi. Lần đầu tiên là sợ được cơ tay rồi. Các bạn nhớ đón xem.
xem chương trình làm theo cân nhá. Lần này là có Harry xuất hiện. Hồi đời xưa anh Hưng Thảo Mộc Dr. Thanh thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.